Giá gia cầm hôm nay mùng 10 tháng 9, vịt thịt dễ bán, gà thả vườn được giá, người nuôi dễ thở. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay mùng 10 tháng 9 với chúng tôi, nhiều chủ trang trại cho biết giá vịt thịt hôm nay có dấu hiệu chững lại, việc tiêu thụ hàng tại các trại khá thuận lợi. Bên cạnh đó, giá gà thả vườn tại các vùng vẫn giữ ở mức khá cao đảm bảo người nuôi có lãi. Giá vịt hôm nay, vịt thịt dễ bán. Theo nhiều thương lái, giá vịt thịt hôm nay có xu hướng chững lại. Giá vịt bơ bán buôn tại các trại ở các vùng Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Giang. Cao nhất đạt 47.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu cánh trắng hàng đẹp tùy trại bán được từ 47.000 đồng đến 48.000 đồng mỗi kg. Vịt thịt hôm nay dễ bán hơn trước, với giá vịt hiện tại người nuôi đã có lãi ít nên bà con cũng khá phấn khởi. Bà Phạm Thị Ngọc ở Lục Nam, Bắc Giang. Tại các vùng phía Nam, chúng tôi ghi nhận giá vịt ở Đồng Nai, Bình Phước vẫn ở mức 42.000 đồng đến 43.000 đồng mỗi kg. Theo nhiều chủ trang trại, do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến giá thành chăn nuôi đội lên khoảng 44.000 đồng đến 45.000 đồng mỗi kg nên với giá vịt hiện tại bà con vẫn bị thua lỗ. Giá vịt xiêm tại các vùng phía Nam bán tốt được trên 65.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời có chạy ở Hưng Yên, Hà Nội bán được 90.000 đồng mỗi con. Giá vịt siêu trứng thải bán thịt khoảng 60.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi con hàng ôm trứng sông bán khoảng 75.000 đồng mỗi con. Giá ngan trắng bán tại các trại ở Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh. Loại đẹp mới được trên 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà hôm nay, gà thả vườn được giá. Theo thương lái thu mua gà, giá gà hôm nay không có biến động nhưng gà thả vườn vẫn được giá. Người nuôi vẫn có công. Giá gà ta thả vườn loại đẹp trên 4 tháng 30 ngày tuổi bán được khoảng trên 90.000 đồng đến 95.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía sơn tây thả vườn ở các vùng Hà Nội, Hòa Bình bán cao nhất được trên 90.000 đồng mỗi kg loại hơn 4 tháng tuổi. Tại các vùng miền Trung, giá gà thả vườn ở Quảng Ngãi, Bình Định dao động trên dưới 73.000 đồng mỗi kg loại trên 3 tháng tuổi. Bên cạnh đó, giá gà công nghiệp hôm nay tại các vùng miền Bắc vẫn chưa có biến động. Giá gà lông trắng loại đẹp mới được trên 36.000 đồng mỗi kg loại trên 3,4 kg mỗi con. Giá gà trắng loại trên 3 kg chỉ bán được khoảng 34.000 đồng mỗi kg. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách, nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ, xung quanh vết nước phồng lên có màu đen, để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra, ông hợi thông tin. Phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước, dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ức bụng gà vịt nếu hàng có bơm nước màng da sẽ bị rách nước chảy ra ngay ông hợi tiết lộ để mua được những con gà khỏe mạnh không có bệnh ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm ủ rũ mỏ chảy nước dãi mắt lờ đờ cánh xệ dáng vẻ mệt mỏi đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới Ông Hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bạch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Đối với việc chọn mua vịt, ông Hợi cho rằng, mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ, lông măng. Khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm còn vịt già bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng